Quả quả ngủ rồi à? Chuyện tiền nong giải quyết thế nào? Trong tuần này tiền sẽ về tài khoản. Đúng rồi, anh dùng điện thoại của anh mua giúp em 20 lọ tiêu độc, mỗi tài khoản được ưu đãi 50% một lần. Thời gian làm phai nhòa hình bóng em, hoặc có thể là cả đời, em nói anh như một kẻ điên, không biết tình yêu là gì. Chúng ta đã từng vì yêu mà bất chấp, còn rất nhiều việc chưa làm, chi bằng trở lại thủa ban đầu. Tiểu Bạch, đây là bảo hiểm anh mua à? Em thấy là nợ tình thì có ấy. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Em nghe anh nói đã. Buông ra. Em nghe anh nói, nghe anh nói đã. Sự nghiệp trái cây đang gọi vốn. Triệu Phúc Thành hẹn anh tới gặp, nhưng ông ấy lại có việc phải đi tiếp khách đột xuất không tới được. Lúc anh đến đó chỉ gặp Lưu Hạ, còn có Triệu Kim Tử đang uống rượu. Anh cũng đã định quay về, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện. Anh thật sự cũng thấy khó thở. Họ đề nghị anh thả lỏng một chút, còn giấu điện thoại của anh. Phải, anh không từ chối là anh không đúng. Anh đã sai rồi. Nhưng anh thật sự không biết quả quả bị ốm. Nếu biết anh chắc chắn sẽ không tới đó. Anh sai rồi, anh biết sai rồi. Anh ích kỷ. Anh sai lầm to lớn. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Đất Hạc, chúng ta đã là bố mẹ rồi, không thể tùy tiện mất liên lạc. Quả quả cần anh, em cũng cần anh. Anh xin hứa, sau này sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa. Tan làm, anh sẽ về nhà ngay. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc quả quả. Được không? Thế nếu lần sau vẫn tái phạm thì sao? Mặc em xử lý. Anh biết anh sai rồi, xin lỗi em. Xin lỗi em, đừng giận nữa. Chúng ta đi vào với quả quả, được không? Đi thôi. Mời vào. Diệp Tiểu Bạch muốn trở lại làm việc sớm hơn. Có phải cô ta đẻ mổ không? Vâng. Thân tàn, trí không tàn. Bụng còn vết dao mổ, nhưng vẫn canh cánh về công việc ở công ty. Nhưng tôi chỉ giúp chị ấy gửi đơn cho chị. Có cho chị ấy quay về hay không thì còn phải chờ chị Mary quyết rồi. Đúng là tôi rất quý chị tôi, cũng mong chị ấy tốt. Nhưng lần này chắc sẽ không ảnh hưởng tới công việc của tôi chứ. Cho nên mới nói, lập trường của chị ấy trong bức thư này không đại diện cho tôi. Cô không nên coi việc này là ân oán cá nhân. Không phải vậy sao? Chị và quản Nhất Hạt chẳng phải cũng từng có một cuộc tình sao? Quan tâm thì mới là ân oán. Diệp Tiểu Bạch là cấp dưới của tôi, còn chưa tới mức tôi phải quan tâm. Tôi chỉ là chuyện nào ra chuyện đó thôi. Cô vẫn chưa nói chuyện với cô ta à? Nói rồi. Đây chính là kết quả. Cô ta cũng thú vị thật. Thế này đi, cô chuyển lời tới cô ta. Ngành đầu tư áp lực lớn, tôi sẽ giúp cô ta xin sang làm ở một vị trí công việc ổn định tại phòng quản lý hành chính. Hả? Cô không tiện mở lời cũng không sao. Cứ bảo cô ta đến báo danh bất cứ lúc nào. Alo, nối máy với bộ phận nhân sự giúp tôi.
thắng lợi Kim Phục. Vỗ tay. Chào mừng tráng sĩ Trương Đinh của chúng ta thắng lợi trở về, mang đến cho chúng ta nhà sáng lập công nghệ kinh kỳ. Lý Hạo đâu? À, Lý Hạo ở dưới tầng, anh ấy sẽ lên đây ngay. Công nghệ kinh kỳ là phần mềm mua sắm trên điện thoại di động thịnh hành nhất khu vực Giang Chiết, lượt truy cập mỗi ngày hơn 1 triệu. Điều đó có nghĩa là gì? Mỗi ngày có 1 triệu lượt follow công nghệ kinh kỳ. Vậy mà Trương Đinh đã mời được Lý Hạo, nhà sáng lập công nghệ kinh kỳ, tới gặp mặt chúng ta. Anh ấy không thích quá đông người, lát nữa gặp mặt nên ít người thôi. Đúng rồi, anh ấy thích ăn kem. Kem à? Đi mua kem, vị gì ngon thì mua, đi mau lên. Vâng, thưa sếp. Mọi người giải tán bớt đi, giải tán. Vâng, thưa sếp. Đi thôi. Giỏi lắm. Tôi cử bao nhiêu người đi, chỉ có cô là đem tin tốt về cho tôi. Thăng chức tăng lương, nắm chắc trong tay rồi. Cảm ơn sếp Châu, cảm ơn sếp Châu. Tôi đợi cô trong phòng làm việc, chờ đây nhé. Vâng, vâng. Hai người yên tâm, quá trình kiểm tra rất thuận lợi, ngày mai sẽ có kết quả ngay. Cảm ơn bác sĩ, đừng khách sáo, cảm ơn bác sĩ. Đi thôi. Đều tại mẹ không tốt. Bà xã, đừng tự trách mình nữa. Con chúng ta ở hiền ắt sẽ gặp lành, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Anh nghe đi. Alo, sếp Châu, quản Nhất Hạc. Bây giờ anh đến công ty họp ngay. Trong vòng một tiếng nữa mà không quay lại thì không cần phải đến nữa. Sếp Châu, bây giờ con tôi đang nằm viện. Thôi đi. Anh không thể ngày nào cũng lấy cớ là con ốm, vợ nằm viện như thế chứ, nhà ai chẳng có việc. Bây giờ anh quay lại ngay đi. Sếp Châu, được rồi, tôi còn có việc, lát nữa gặp. Alo. Tiểu Bạch, công ty có việc gấp, anh phải đi một lát rồi cố gắng về nhanh. Con ăn từ từ thôi, đừng vội. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy. Anh ta là ai? Đây là sếp Châu của chúng tôi. Chào sếp Châu. Trương Đinh nói anh muốn cho tôi tiền. Anh có bao nhiêu tiền? Lý Hạo, chuyên gia bậc thầy của chúng tôi vẫn chưa đến. Chờ anh ta đến rồi sẽ giải thích kỹ với cậu. Lúc nào quản Nhất Hạc mới tới? Đang trên đường, sắp đến rồi. Lý Hạo, hay là cậu cứ giới thiệu trước phần mềm thần kỳ cho chúng tôi đi. Được. Gọi Quách Tư Kiệt đem màn chiếu vào. Không cần, tôi nói miệng là được rồi. Hả? Gọi điện cho quản Nhất Hạc đi. Tôi gọi ngay, gọi ngay. Con ăn chậm thôi. Không cần máy tính, tôi không thích mấy thứ đồ chơi ảo đó. Tôi sẽ nói đại khái với anh về phần mềm kinh kỳ, ở trong đầu tôi hết rồi. Tôi coi trọng cậu. Cậu thật là giỏi quá. Tôi coi trọng cậu rồi. Alo, sếp quản, anh ở đâu rồi? Không phải, có một thằng nhóc đến công ty,
Em cũng không biết để làm gì. Sếp Châu bảo em giục anh tới. Được rồi, em biết rồi. Anh Sơn, cô rảnh quá à? Anh đẹp trai, ăn chút đồ đi. Hồng Môn Yến gì đây? Cũng gần như vậy. Anh ngồi đi. Dù có cạm bẫy trong bữa ăn này thì với đẳng cấp và trải nghiệm của tôi cũng không dụ anh và dọ được. Rốt cuộc anh có ăn không đây? Ăn chứ, sao lại không ăn? Nhưng ăn tôm cùng cà phê, kiểu ăn này hơi lạ đấy. Anh ngửi xem. Bia à? Coi như anh cũng biết hàng. Ly này cho anh. Nói đi, rốt cuộc tìm tôi có việc gì? Tối nay tôi còn phải tăng ca, không thể uống nhiều. Không thì tôi sẽ vui vẻ với cô tới cùng. Thì uống thêm một chút mới có hứng thú chứ. Anh Sơn, có phải bên tổ anh đang thiếu người không? Thiếu thì không thiếu, nhưng người tài thì luôn thiếu. Anh thấy chị tôi như thế nào? Diệp Tiểu Bạch ư? Thế thì tuyệt đối không được. Có tài mấy tôi cũng không cần. Tại sao? Mary muốn điều chị ấy tới bộ phận hành chính. Đúng lúc anh cũng đang cần người. Hai người cũng đã từng hợp tác, phối hợp càng nhịp nhàng, còn tốt hơn là tuyển người mới. Dù gì thì cũng là người được Phong Thịnh đào tạo cẩn thận. Không cần. Ăn đi. Cẩn thận, đừng để dây lên quần áo. Đâu có. Tôi nói với cô nhé, tổ tôi áp lực lớn lắm. Với hoàn cảnh của Diệp Tiểu Bạch thì cô ta có đến tôi cũng không dùng được. Bộ phận hành chính cũng tốt mà, vừa nhàn, thu nhập cũng không thấp. Đừng uống vội, đừng uống vội. Nào nào nào. Anh ăn hết đi. Alo, Nguyệt Nguyệt. Bố phải đi đám cưới, sắp đến muộn rồi. Gì cơ? Không, không phải con tăng ca đến đêm sao? Sao lại uống rượu thế? Trời ơi, cái đứa trẻ này. Được rồi, bố sẽ tới đó chờ đón con nhé. Ông chủ Vương, Tiểu Vương, cậu cũng đi đám cưới hiểu ba đúng không? Thế này nhé, cậu giúp tôi chuyển tiền mừng tới cho họ nhé. Tôi có việc gấp không tới dự lễ cưới được. Cậu thay tôi chúc họ trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử nhé. Gặp sau nhé. Không phải chứ. Em gái con không biết bị bệnh dính vào người từ lúc nào, uống chút rượu là tìm con, nói là có việc cần nói với con. Quả quả làm sao rồi? Lại vào viện à? Con nói xem, sao con không nói sớm cho bố? Dù gì bố cũng là... Thôi được rồi, giờ không nói chuyện này nữa. Bọn bố tới đó ngay đây. Cái công ty rách này, giờ này còn bắt uống rượu. Hơn nữa con uống gì mà say đến thế này? Không nói cho bố biết. Con ngồi vững nhé. Bố phải lái nhanh một chút. Tăng tốc. Tăng tốc đi tìm chị con. Nhanh lên. Đã vội lại còn lắm chuyện quá. Mời xuống xe. Anh cảnh sát. Không phải đâu, tôi không vượt quá tốc độ. Che biển số là hành vi vi phạm pháp luật, anh có biết không? Che biển số. Ôi xin lỗi, bạn tôi kết hôn, tôi cũng không cố ý. Xin mời xuất trình bằng lái xe, giấy tờ xe.
Có thể châm chước cho tôi không? Tôi cũng không cố ý mà. Tôi đã nói là bạn tôi kết hôn, anh uống rượu à? Không, tôi không uống. Con gái tôi uống, tôi không uống. Thổi xem nào. Sếp Châu, tôi đã tiễn khách xong thì anh mới tới. Trên đường tới đây, tôi đã tìm hiểu toàn bộ về tư liệu nghiên cứu của dự án. Mặc dù khái niệm sáng tạo, nhưng muốn phát triển hơn nữa thì chưa đủ. Thế anh nói tôi xem làm gì thì được. Anh đến đã nửa năm rồi, hết kết hôn rồi sinh con. Ngoài việc nói cái này được, cái kia không được, anh còn làm được gì nào? Anh cũng phải thương cho tôi chứ. Tôi trả lương anh cao như vậy, anh chẳng làm gì, thì tôi biết anh nói thế nào với nhân viên khác đây. Không phải đâu, sếp Châu. Đúng là gần đây nhà tôi con ốm, đúng là cũng làm chậm trễ một số công việc. Tôi xin lỗi, chuyện thường tình mà. Nhưng tôi cũng không thể không xử lý anh, đúng không? Thế này đi, anh chủ động giáng chức giảm lương, như thế cũng là nể mặt mọi người. Anh thấy thế nào? Tới rồi đây. Sao hả? Đỡ hơn chưa? Bị trừ hết 12 điểm rồi sao? Hôm nay coi như bố xui xẻo. Đi ăn cưới, tiền mừng cũng đưa rồi, mà còn chưa kịp ăn cái kẹo cưới nào. Đưa con gái đi cũng gặp chuyện. Thế phải thi lại bằng lái xe sao? Đợi khi tâm trạng vui hơn rồi nói đi. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Con nói chuyện của con đi. Con bé này, quả quả đã ốm thế rồi, sao không nói với bố sớm? Còn coi bố là người ngoài sao? Gần đây, con có nhiều việc cần tiêu tiền phải không? Hôm nay, bố không mang theo người nhiều tiền. Thế này nhé, ngày mai bố sẽ ra ngân hàng rút tiền cho con. Không cần đâu bố. Mấy hôm nay, quả quả chỉ mới làm kiểm tra thôi. Nếu loại trừ bệnh về hệ miễn dịch thì chỉ có ho bình thường, mấy hôm là khỏi. Không đâu, bố vừa mới đi thăm quả quả. Con nói xem, đứa trẻ mới bé như vậy sao lại chịu khổ như thế chứ? Hay là thế này, con cứ về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay để mẹ con với mẹ chồng con trông cháu là được rồi. Không cần đâu bố. Con xin nhận tấm lòng của bố. Bố mau đưa Nguyệt Nguyệt về đi. Ngày mai em còn phải đi làm. Ai cơ? Không về đâu. Con không về. Con còn phải nói với chị chuyện quan trọng. Chuyện gì thì nói đi. Chị ơi, em nói chị nghe. Em đã đưa đơn của chị cho Mary. Nhưng chị ấy nói muốn điều trị sang bộ phận hành chính. Sang hành chính ư? Em còn đi xin Cao Sơn nữa. Em đủ trượng nghĩa chưa? Em định cho Cao Sơn uống rượu để dễ nói chuyện. Không ngờ lại là em uống nhầm. Quả quả nằm viện, tiền thưởng của dự án rất quan trọng với chị. Còn chưa quyết định mà. Nhưng chị ơi, em nói này. Nếu chị không muốn bị điều đi, thì chị phải mau chóng hành động. Ở lại tổ một là tốt nhất. Hay là chị xin sang tổ của Cao Sơn cũng được. Còn hơn bị điều sang hành chính. Chị ơi, em biết chị không dễ dàng gì. Nhưng áp lực của Mary cũng rất lớn. Con bé nói gì vậy? Bố thì biết gì? Đầu hàng. Bố hiểu đầu hàng là gì không? Bọn con đầu hàng. Bố, mau đưa em về đi. Được, thế con cũng nghỉ sớm đi. Đầu hàng. Yên tâm đi, đi thôi về nhà với bố. Bố chẳng hiểu gì cả. Đi đường cẩn thận nhé, được. Chị con vẫn ở đây, ngoan, đừng làm loạn nữa.
bọn con đầu hàng, bọn con chuyên nghiệp. Chuyện gì thế này? Anh ta lại bắt anh tự nộp báo cáo giáng chức giảm lương ư? Đây là việc của tôi. Tôi sẽ tự xử lý. Anh có bị ngốc không vậy? Em còn nhìn ra được, tình hình tài chính của công ty không ổn. Anh ta vừa muốn giữ anh lại, vừa không muốn trả anh lương cao, còn để anh tự đề xuất. Đây chẳng phải là ức hiếp người ta ư? Nếu anh đồng ý thì thật mất mặt quá. Em thật không hiểu anh còn do dự cái gì. Công ty bố em đang cần có người giúp ông ấy việc gọi vốn. Lát nữa em sẽ bảo nhân sự gửi mail cho anh. Tự anh xem xét mà làm. Đồng ý hay không cũng chỉ có một lần này thôi. Bố. Bố. Bố đang làm gì thế? Con gọi sao bố không trả lời? Sao lại ăn trong phòng này? Mùi quá. Bố thích. Bố, mau ăn đi. Hay là bố đưa con đi làm? Con đau đầu quá. Bố đưa đi bằng gì đây? Bây giờ bố không được lái xe nữa, làm sao đưa con đi được? Hả? Hả cái gì? Che biển số, bị trừ hết 12 điểm, quên rồi à? Tự làm hai cốc bia khác nhau thì thôi đi, kết quả lại tự mình lại rơi vào hố. Bố, nói vậy hình như con có chút ấn tượng. Đưa con. Bố nói con này, Vương Nguyệt Nguyệt, gần đây con hơi quá, không quản nổi con nữa rồi. Con muốn làm gì hả? Kể từ hôm nay bố sẽ đi xe buýt đưa con đi. Sao cơ? Con có làm gì đâu. Không nghiên cứu, không thảo luận, cứ vậy đi. Mau đánh răng rồi ăn sáng đi. Con biết rồi. Con để túi ra đằng trước đi. Trên xe đông người, kẻo bị trộm đấy. Con biết rồi. Bố đứng lùi ra đi, người ta nhìn cái kia. Kệ. Con có phải trẻ con đâu, khó coi quá. Được rồi, tránh ra một chút. Trạm xe buýt trung tâm. Từ từ đã, tôi còn chưa lên. Cái con nhóc này lại dám đá bố. Con cứ chờ đấy. Quả quả, bà nội xin lỗi cháu nhé. Cháu phải nhanh khỏe lại. Bà nội chờ đưa cháu về nhà. Mẹ. Quả quả sao rồi? Cũng ổn. Đừng động vào. Tiểu Bạch đâu rồi ạ? Lúc nãy vừa ở đây. Thư nhận vào làm.
Tiểu Bạch, anh muốn, em muốn tuần sau quay lại làm việc. Tuần sau? Nhanh vậy sao? Em sinh non, em còn được nghỉ mấy tháng nữa cơ mà. Em đã thụt lùi rất nhiều so với mọi người trong tổ rồi. Nếu còn không quay lại, tổ của Mary sẽ không còn chỗ cho em nữa. Họ định điều em đến bộ phận hành chính, coi em như người ăn hại không biết gì. Nếu đã như vậy, tại sao em còn phải nhịn nhục làm gì? Còn có anh mà, anh sẽ nuôi em. Anh định đến chỗ sự nghiệp trái cây sao? Anh định bảo em dâng anh đến cạnh Triệu Kim Tử à? Cái gì? Nhất Hạc, em không phục. Em nhất định phải giành lại thứ thuộc về em. Anh yên tâm, em tuyệt đối không để người khác dễ dàng đá đi đâu. Bắt đầu từ hôm nay, cho dù là công việc hay chồng, Diệp Tiểu Bạch này sẽ không buông tay nhường cho người khác đâu. Lại là một cảm giác mất đi tình yêu. Nhắm chặt mắt, đã nói sẽ không rơi nước mắt nữa. Nhưng anh còn phải lựa chọn yêu cho hết mình. Sự quan tâm của em thường khiến cho người khác tự ti, dựa dẫm. Chị Mary, cảm ơn chị đã phê chuẩn. Tuần sau em sẽ quay lại làm việc. Diệp Tiểu Bạch. Mời vào. Cho anh này. Cô đổi nước hoa à? Thơm quá. Thật không? Để anh cả đời không quên được mùi hương của tình yêu. Hôm qua, tôi không nói gì làm gì chứ. Nói gì làm gì cơ? Có một số người uống nhiều rồi thích nói linh tinh, không phải sao? Chắc tôi không thế đâu nhỉ? Để tôi nghĩ xem nào. Tôi đoán hôm qua cô định chuốc rượu tôi, kết quả cô lại lấy nhầm, tự mình uống. Có đúng không? Gì mà chuốc rượu chứ? Cốc của anh có nồng độ cao hơn một chút. Cốc của tôi là bia bình thường thôi mà. Nên tôi đã đổi lại. Anh đổi lại. Cô cũng không làm gì, sau khi uống xong, tự mình ở đó nhảy múa thôi. Không, sao anh lại có thể ghi lại hình chứ? Tôi không ghi, nhưng tôi lắp cái này lại để phòng lúc tư liệu của tôi bị trộm. Thật là bỉ ổi. Tôi chỉ thưởng thức một mình thôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ đăng cái này. Không được, Nguyệt Nguyệt, cô chuyển đến tổ tôi đi. Cô xem chúng ta thân nhau biết mấy. Không được, anh mau xóa đi cho tôi, xóa đi. Mau xóa đi cho tôi. Xóa đi. Được rồi, xóa, xóa, xóa. Xóa rồi đấy. Xóa rồi. Quá đáng. May mà mình còn lưu lại một bản. Đáng yêu quá. Ông em, trước đây không dám gặp cậu là bởi vì chưa làm được việc đã hứa với cậu, khiến cậu bị lỡ việc. Thật xin lỗi. Đợt biến động thị trường cổ phiếu lần này ảnh hưởng không nhỏ tới công ty chúng tôi. Gần đây tình hình đã tốt hơn một chút. Cậu vừa gọi điện thoại là tôi tới nhận tội ngay đấy. Sếp Vương nặng lời rồi. Tôi hiểu chỗ khó xử của anh. Chỉ có thể trách tình hình chung không mấy lạc quan. Được rồi, chúng ta cũng đừng vòng vo nữa. Cậu gọi điện là tôi hiểu rồi. Bên chỗ Châu Thắng Lợi đúng ra không phù hợp với cậu. Bên tôi luôn muốn cậu sang để giúp đỡ. Tôi thật lòng muốn làm mảng mạng liên kết tiền tệ. Nhưng cậu phải đợi tôi một thời gian. Tôi không thể nhận cậu ngay. Cậu nghĩ xem, được.
Chắc sếp Vương cũng biết. Tôi sẽ không ở lâu tại nơi không phù hợp. Chuyện mỗi ngày đều có thể thay đổi. Tôi hiểu, người anh em. Tôi để cậu đợi, chắc chắn xứng đáng. Được. Bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ. May mà cháu nó không sao, chúng tôi cũng hết cả hồn. Đừng khách sáo, việc nên làm thôi mà. Kết quả kiểm tra có rồi, không sao thì có thể yên tâm về nhà rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Bà nội đi gọi xe nhé. Đi thôi. Tiểu Bạch, Nhất Hạc chưa tới sao? Quả quả, bố đi làm rồi. Mẹ cũng sắp đi làm rồi. Bố mẹ cố gắng kiếm tiền. Quả quả phải lớn nhanh đấy, đúng không, quả quả? Ưu điểm, tính thách thức, đã từng hợp tác một lần. Nhược điểm, mới thành lập, Lang Sơn khá gần, Tiểu Bạch không đồng ý. Quản Nhất Hạc, anh qua đây một chút. Lúc đầu, anh lo lắng về dự án của Lý Hạo. Tôi cũng đồng ý. Nhưng bây giờ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường ảm đạm, tôi chỉ có thể liều một phen. Người ngoài nghi ngờ tôi cũng kiên trì làm tới cùng. Anh có hiểu không? Tôi hiểu. Thầy Quản, tôi luôn tín nhiệm anh. So với anh, những người khác trong công ty không thể nắm giữ được dã tâm của tôi. Sếp Châu gọi tôi đến, không phải chỉ để nói chuyện thôi chứ. Dự án của Lý Hạo cũng gần xong rồi, phần sau anh theo sát một chút. Công ty đầu tư Kim Luân cũng đang muốn vào dự án này, công ty Kim Luân đưa. Đó là công ty kiếm tiền bất chấp quy tắc. Lý lịch và tuổi đời của Lý Hạo về cơ bản chỉ là tờ giấy trắng. Kim Luân sẽ vắt kiệt cậu ta, sẽ hủy hoại tương lai của cậu ta, Quản Nhất Hạc. Tôi tuyển anh vào là để kiếm tiền, chứ không phải làm ủy ban từ thiện đạo đức. Tôi không ghét tiền, nhưng làm người phải có nguyên tắc. Anh thổi cho Lý Hạo những bong bóng đẹp đẽ, cậu ấy đã vượt quá giới hạn rồi. Nếu kéo theo công ty Kim Luân nữa là sẽ hại người. Xin lỗi, tôi sẽ không làm những chuyện đi quá giới hạn này nữa. Anh có nguyên tắc nhỉ? Nửa năm nay, tôi cho anh bao nhiêu tiền, anh đã làm được gì? Tôi nghe nói anh với Huệ Hữu. Anh như vậy thì là có nguyên tắc sao? Có phải tôi không làm theo cách nghĩ của anh, không nhường vị trí của tôi cho anh, thì anh tỏ thái độ đúng không? Sao hả? Không nói chuyện à? Quản Nhất Hạc, không ngờ anh lại ăn ở hai lòng như vậy. Buông ra. Tôi không buông. Anh làm được gì nào? Anh buông ra. Anh đánh người, tôi gọi cảnh sát. Sếp Châu sai rồi. Chính anh ra tay trước. Chúng ta như vậy gọi là xô sát. Cút. Tôi bảo anh cút. Sếp Châu lại sai rồi. Anh đuổi việc tôi, còn phải bồi thường cho tôi 3 tháng tiền lương. Bây giờ tôi sẽ nghỉ việc. Tôi sẽ ở lại thêm 7 ngày bàn giao công việc. Nhưng tôi đoán là anh cũng chẳng còn muốn nhìn thấy tôi nữa. Còn nữa, nơi tôi có thể đi, không chỉ có mỗi Huệ Hữu đâu. Anh thì có việc gì mà phải bàn giao? Quả quả, chúng ta về nhà rồi. Quả quả, lần sau con đừng bị ốm nữa nhé. Lần này con ốm khiến mẹ, bà nội, bà ngoại đều lo lắm đấy. Đúng thế. Đều tại bà nội không tốt. Bà nội sẽ lấy công chuộc tội. Bà nội bế quả quả đi ngủ nhé. Mẹ, kể từ hôm nay,
Quả Quả sẽ ngủ với con. Hả? Đúng rồi. Hai mẹ đợi con một chút. Lát nữa con có chuyện muốn nói với hai mẹ. Được. Hai mẹ, con quyết định tuần sau sẽ đi làm trở lại. Tuần sau ư? Thế cho con bú sữa phải làm thế nào? Mẹ, là thế này, con nói thật. Hai lần em bé ốm, các mẹ cũng đã lo lắng không ít. Hơn nữa, tình hình kinh tế trong nhà cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu tuần sau con không đi làm, có thể sẽ không lấy được tiền thưởng từ dự án con theo lúc trước. Con thiếu tiền thì mẹ sẽ bù cho. Bây giờ con không thể đi làm được. Con sinh non, sức khỏe vốn đã yếu, không chịu bồi bổ thì sau này phải làm sao? Tôi cũng không đồng ý. Vậy cháu nội mẹ vừa bế về đã phải cai sữa. Không được, không được đâu. Lần này hai mẹ có thể giúp con bù tiền. Vậy còn lần sau thì sao? Không thể cứ lần nào có chuyện bọn con đều khóc lóc quay về nhà tìm mẹ được. Sữa cho cháu, con đã hút trước rồi để tủ đông. Chỉ là phiền hai mẹ việc trong nhà. Sau này con và Nhất Thạc sẽ nghĩ cách bù đắp cho hai mẹ. Con nói gì vậy? Đúng thế. Con đã bàn với Nhất Thạc chưa? Nhất Thạc đồng ý rồi sao? Con nói thử xem tiền thưởng được bao nhiêu. Mẹ bù cho con. Con ngoan ngoãn ở nhà nghỉ đẻ đi. Mẹ, mau ngồi xuống. Nhất Thạc đồng ý rồi. Con đã bàn với anh ấy. Tiền thưởng này ít thì cũng là 20 tháng lương. Khoản tiền này giờ rất quan trọng với nhà ta. 20 tháng ư? Nhiều thế mẹ không trả nổi. Nhưng cháu nội mẹ không đáng với số tiền này ư? Vậy con bảo công ty tại sao cho phụ nữ nghỉ thai sản, lại không cho họ ở nhà chăm sóc cẩn thận cho con mới sinh chứ? Đúng thế, Tiểu Bạch. Mẹ chồng con nói đúng đấy. Con vừa sinh xong, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, bị bệnh thì cả đời cũng không chữa khỏi được. Đúng thế. Nếu trong tháng cữ con không kiêng tốt, thì sau này làm sao sinh em trai em gái cho Quả Quả chứ? Còn sinh em trai em gái nữa, mẹ còn không xong thì làm sao sinh nữa? Thôi được rồi. Bây giờ đang là lúc khó khăn. Trong nhà có chút khó khăn, chúng ta cùng nhau cắn răng vượt qua đi. Lắng nghe âm thanh của anh, lắng nghe bí mật của anh. Mưa rơi bên tay em, anh không còn là anh. Anh lặng lẽ rời đi, thế giới của em đông lại thành băng. Kể từ ngày đó, không biết mình nên đi về đâu. Sao hôm nay anh vui thế? Bà xã, anh xin lỗi em vì thái độ hôm trước của anh. Đối với em, món quà tốt nhất chính là lúc em cần anh, thì anh ở bên cạnh em, ủng hộ em. Hôm nay em đã nói với hai mẹ chuyện em muốn đi làm lại, suýt nữa thì dỡ luôn cả nóc nhà. Lúc đó em rất mong anh ở bên cạnh em, ủng hộ em. Thực ra anh không ủng hộ việc này. Đi làm lại sớm như vậy không tốt cho sức khỏe của em. Tiền thưởng dự án không quan trọng, chúng ta không cần nữa. Không quan trọng ư? Trước khi Quả Quả nằm viện, em tính tiền trong nhà chỉ còn đủ tiêu một năm. Bây giờ chúng ta chỉ còn tiền đủ tiêu 6 tháng. Phải, bây giờ đúng là tình hình kinh tế nhà ta không tốt lắm. Công việc của anh ở công ty Thắng Lợi Kim Phục cũng không suôn sẻ lắm. Nếu tiếp tục như vậy, cũng chỉ tự phí sức lực và thời gian. Nhưng bây giờ có một công việc mà anh rất muốn làm, cũng đặc biệt có sở trường. Sự nghiệp trái cây đúng không? Em nghe anh nói trước đã. Với tình hình nhà chúng ta hiện giờ, sự nghiệp trái cây là sự lựa chọn tốt nhất. Anh nói thế là em hiểu rồi, em cũng biết.
Nhưng nếu anh đến sự nghiệp trái cây, chẳng phải hai người sớm tối bên nhau sao? Em sẽ có cảm giác tận tay tặng anh cho cô ta. Tiểu Bạch, anh hy vọng em có thể lý trí một chút. Anh vì gia đình của chúng ta, khi có sự nghiệp thuận lợi thì anh mới có thể bảo vệ được gia đình chúng ta. Quan trọng hơn là phải nghĩ cho con chúng ta, như vậy mới có tương lai tốt hơn, có phải không? Nhưng giờ nhà ta cũng không phải đến mức không có cơm mà ăn đâu. Việc anh đến sự nghiệp trái cây chỉ là một sự lựa chọn, chứ đâu phải bắt buộc. Em cũng có thể kiếm tiền, em cũng có thể nuôi nhà mình. Anh là đàn ông. Nuôi gia đình là việc mà đàn ông bọn anh cần phải làm.